Vâng, em xin chào các anh nhá. Thì hôm nay tiếp tục em ghép bộ cho các bác một cái bộ cùng một con âm ly của hãng Bioner và một đôi loa của hãng Onkyo mình về mình nghe nhạc đa thể loại nhạc nhé. Thì đây là con Bioner N701 âm ly dòng size 20.5 của hãng Bioner chuyên dùng cho các cái loa mini và cặp loa DN9 mini bass 13 cm của Onkyo. Thì cặp loa này về thì em cũng xin nói luôn là nó đang hiện tại là không có căng và cái sơn bên ngoài, cái nước sơn bên ngoài thì có được người ta phủ lại một cái lớp sơn khác bên ngoài nhé. Cái màu của nó đúng ra nó là màu vàng, kiểu màu vàng cánh gián cơ, nhưng mà cái đây nó người ta đã chuyển thành màu đỏ như thế này đấy, kiểu đỏ gỗ như này nhé. Thì bác nào mà đang có nhu cầu mua con này thì cứ báo em nhé. Thì đôi loa giá của nó là 1.200.000 và âm ly N701 này giá của nó là 1.450.000, thì tổng cả hai thứ là 2.650.000 nhé. Đấy. Ok, thì bây giờ em xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của bộ dàn nhé. Bộ này thì mình về mình có thể là kết nối điện thoại máy tính qua các đường dây AV phía sau để mình nghe nhạc. Đấy. Giờ em xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của bộ dàn nhé. Đây là một đoạn nhạc qua cái nhạc vàng nhé. Ngày xưa chung hai mái đầu, dù sống cạn đã mòn, dù nhân thế đôi thay, mình vẫn nắm chặt tay và đi hết cuộc đời. Sao mà đi mới ngờ vời khi mà chưa nói cạn lời, người đành xa cách tôi. Tình yêu là như vậy, thôi thì cố quên nhau khi mà những đam mê ngày xưa có chàng về, bao nụ hôn với hẹn thề ghi vào trang giấy kể lại trên tình anh với tôi, ghi vào trang giấy kể lại trên tình. Cái bộ này thì đây, hình thức nó đây nhá. Có thể nghe cả remix kia biết cũng rất là hay. Những bóng dài đen soi bước. Đấy, thì đây là bộ dàn Onkyo FR
Bộ dàn Pioneer N701 kết hợp với đôi loa DN9 của Onkyo các bác nhé. Thì bác nào mà đã có nhu cầu mua âm ly, mua loa hay là mua cả bộ thì cứ alo cho em. Giá của âm ly là 1.450.000 và giá của đôi loa là 1.200.000. Ok, xin chào các bác và xin gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo bên em nhé. Thông tin chi tiết thì liên hệ cho bên em cho số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581. Các anh có thể đến trực tiếp cửa hàng nghe nhạc qua cái địa chỉ, các anh có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng nhà em ở tại 57A Nguyễn Hoàng Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội để nghe thực tế sản phẩm nhé. Xin chào các anh.